12 trưa, nhưng mà em vẫn nằm trên giường. Em thấy ok vì ở đây như là thiền đường. Em nói không cần thêm tiền bởi vì em cần tình yêu trước. Muốn bạn gái em đẹp nghiêng thành, lại còn nghiêng nước. Thằng này giống anh, hệt như thời anh còn trẻ. Anh cứ nghĩ là anh sẽ tán được gái khi mic dệt tây com lề. Để cứ biết anh không nhà không cửa không xe thì ông già em đuổi về. Mồm liên tục chửi thề. Anh cho thấy được sự thay đổi từ bản thân, không phải xô hên. Sống cho fan, sống cho gia đình nên anh phải cố lên. Có những nỗi đau anh tự dặn lòng là mình phải cố quên. Dậy thật sớm, tiếp tục làm khi cho họ phải nhớ tên. Dậy mau, làm việc mình cần làm. Dậy mau, ở vạch đích có anh em đang chờ. Dậy mau, anh không thích cách em hay than thở. Dậy mau, nhanh kết thúc con điều còn dang dở. Dậy mau, làm việc là mình làm giàu. Dậy mau, hàng Việt phải là hàng đầu. Dậy mau, sao anh thấy các em còn đang mở. Sao các em còn đang mở, sao còn đang mở. Nằm ở nhà cả ngày, sao ngồi live stream 420 tiếng, không một ai tin tao ngồi live stream. Tao cũng không thở dài, không một ai xem. What the fuck, tao ngồi file game 2 ngày 2 đêm. Tao dành hết tất cả thời gian cho việc tiêu tiền thay vì tiêu cực. Có nhiều lúc tao không biết đây là tình yêu ảo hay tình yêu thực, mà tao kết hợp giữa công việc với chơi thể thao như giải chuyên nghiệp. Đường mới đi du đấu khắp nơi hàng năm, lại còn đi cả xuyên Việt, từ cao bằng cho đến cao lãnh vì chung một team như hội liên hiệp. Mỗi tao một trường phái khác nhau và tạo ra lối đi theo kiểu riêng biệt. Tao học né tất cả drama và sống low key cho lo êm chuyện. Và mỗi khi refund bọn tao bước đến thì là phải bao cả nguyên tiệc. Tao chơi thâu đêm nhưng vẫn dậy sớm và ăn thật healthy thì tập gym với cả gang để cho cơ không bị teo đi. Mà cũng đừng ngạc nhiên khi thấy tao đang chạy bộ trên đồi Elvis. Tao là người không thích chụp ảnh, mỗi khi gặp fan là phải selfie. Dậy mau, làm việc mình cần làm. Dậy mau, ở vạch đích có anh em đang chờ. Dậy mau, anh không thích cách em hay than thở. Dậy mau, nhanh kết thúc con điều còn dang dở. Dậy mau, làm việc là mình làm giàu. Dậy mau, hàng Việt phải là hàng đầu. Dậy mau, sao anh thấy các em còn đang mở. Sao các em còn đang mở. Sao còn đang mở.